nướng sườn, nướng cá, nướng tôm, nướng pizza, nướng đùi gà, nướng bánh, quay gà nguyên con, sấy hoa quả. Sấy hoa quả là một số gia đình mình có giữ các cái hoa quả tươi ấy, cho vào mình sấy, rồi rã đông, đó. Rồi tăng giảm thời gian và tăng giảm nhiệt độ. Thì đây là chương trình nó đã định sẵn rồi, cho nên là nấu nó cũng không rất là dễ. Ví dụ như mình không biết là nướng tôm là nhiệt độ bao nhiêu cả, thì một là mình sẽ đọc Google hoặc là đọc các cái hướng dẫn sử dụng để mình biết nướng tôm bao nhiêu. Nếu mình biết nướng tôm bao nhiêu thì mình sẽ đặt nhiệt độ theo cái chương trình mà mình đọc đó, chọn thời gian. Nhưng mà trong trường hợp mà mình không biết được nướng tôm bao nhiêu, mà mình cũng không có một cái thông tin gì về việc được nướng tôm thế nào cả, thì hãy chọn theo máy nó sẽ mặc định cho mình rất là dễ. Chỉ chờ cho mình giây để hướng 12 giây, mình đi con tôm của mình to hơn bình thường thì 15 phút thì mình nhận đây nó sẽ tăng nhiệt độ, tăng thời gian lên 15 phút. Trong trường hợp một số anh chị em nướng nó 160 độ, nhưng một số anh chị em cũng nướng nó nhiệt độ cao hơn nữa thì mình sẽ tăng nhiệt độ lên, hoặc là nướng nhiệt độ thấp hơn thì giảm nhiệt độ đi. Bếp này rất linh hoạt, đầu tiên chúng ta chọn được món ăn cùng đầu, sau đó ta sẽ chọn thời gian và nhiệt độ theo ý mình. Còn nếu như anh chị mà không có kinh nghiệm nấu ăn thì để mặc định của máy thì đã có cái công thức nấu ăn để sẵn rồi. Thì ở đây mình có những công thức nấu ăn cho này: khoai tây chiên này, sườn nướng này, nướng cá này, nướng tôm này, nướng pizza này, nướng đùi gà này, làm bánh này, quay gà nguyên con này, sấy hoa quả này, và rã đông thịt. Còn những cái món ăn mà nó không có trong cái bảng 10 món ăn định sẵn này ấy, thì mình sẽ mở các cái trang dạy nấu ăn lên để mình xem là ví dụ một cái món đặc biệt nào đó các anh chị làm thì anh chị sẽ làm lần đầu chẳng hạn, sẽ không biết nhiệt độ